vọng rằng đến hôm nay có đẹp không ạ? Và tiếng có tiết mục múa vừa rồi có tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời và ngoạn. Và tiếp theo, xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hát Về Cây Lúa Hôm Nay do đồng chí Huy Luyện đến từ chi đoàn thôn An Khoái biểu diễn. Xin mời các đồng chí và các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Trồng lúa cho quê.